Xin mời quý vị và các bạn là hai cái mẫu đầu gần khô, đầu gần bột ngô, đầu gần thóc lúa đa năng mà hiện nay chúng em đang phân phối và bán trên thị trường. Thì đây là hai cái mẫu đầu gần bán cực kỳ chạy. Cái mẫu bên trái sẽ là mẫu đầu gần A170 và mẫu bên phải sẽ là đầu gần A180. Thì cái công suất cũng như là kết hợp của motor bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu với quý vị các bạn từng mẫu đầu gần. Trước tiên chúng ta sẽ đi về cái mẫu đầu gần bé đi, đầu gần A170. Thì đầu gần A170 sẽ sử dụng cái cặp đá nghiền của nó là 16,6 cm nhé. Đây, cặp đá nó cũng rất chỉ là dày dặn này. Đấy, đá là bằng gang nhé. Đây, cái độ bền bỉ chúng là nó cũng khá là bền. Chúng ta có thể xay được cám viên này, xay cám viên để cho nhỏ xíu, cho cá nhỏ, hoặc chúng ta sẽ xay ngô, xay thóc, xay lúa. Độ mịn hay độ vỡ như nào để tùy thuộc chúng ta điều chỉnh thôi. Đấy, thì đây là những cái phụ kiện của cái chiếc đầu gần này. Đấy, gồm một cái này để chúng ta bắt phần sau này. Sau chúng ta sẽ bắt cái loa ở đây để thao đựng nguyên liệu. Và đây là một cái phễu dưới của một chiếc đầu gần. Đây là phễu dưới lắp đây. Và đây là cái lưỡi gà nhé. Lưỡi gà chúng ta điều chỉnh ngô xuống nhiều xuống ít ở đây này. Khi nó sẽ mịn chúng ta sẽ điều chỉnh cho ngô xuống ít thôi. Còn khi chúng ta xây vỡ chúng ta có thể điều chỉnh nó to ra và sẽ phụ thuộc cái motor nó to hay nhỏ nữa. Ví dụ motor to chúng ta khi mà xây vỡ chúng ta có thể xả hết cỡ cho em được. Và cái cấu tạo bên trong của cái chiếc đầu gần này gồm những gì? Thì đầu gần này bằng gang nhé. Thì đa số các phụ kiện cũng như là các đồ bên trong sẽ bằng gang hết, cực kỳ là bền bỉ. Đồ về chúng ta đây, em đã tháo cả cái trục ra ngoài cho dễ. Bên trong này sẽ là một cặp đá hướng ra bên ngoài. Để khi ngồi nó xuống thì đi qua cái trục xoắn này, sẽ xoắn xung quanh và nó dựa trên cái nguyên lý là sự trà sát của hai viên đá này thì nó có thể xây vỡ hay xây mịn tùy thuộc chúng ta thôi. Đấy. Khi chúng ta mà áp sát hai cái miếng đá vào nhìn nó giống như vậy này thì là xây mịn này, còn khi mà đá nó xa nhau ra thì xây vỡ nhé. Và khi xây vỡ hay xây mịn thì sẽ phụ thuộc vào cái lúm này, lúm bên ngoài này. Khi chúng ta vận theo lúm chiều kim đồng hồ thì nó sẽ là xây mịn. Còn khi chúng ta mà xây vỡ chúng ta sẽ vận ngược lại điều chỉnh vỡ to vỡ nhỏ. Và khi vỡ to vỡ nhỏ ok rồi chúng ta sẽ chốt hãm cái này để nó giữ nguyên cái trạng thái nghiền của chúng ta vỡ. Và có một điều lưu ý nhỏ nhỏ rằng khi chúng ta xây mịn thì chúng ta sẽ phải vận tháo này ra ngoài và vận ngược chiều kim đồng hồ nhé, để cho hai cái miếng đá này nó tách xa nhau ra. Thì như vậy nó sẽ đảm bảo cái máy ta hoạt động và sau được bền bỉ hơn. Đấy. Ví dụ ta tắt như thế này cũng được, nhưng mà về sau khởi động sẽ rất chìa khó. Motor yếu chúng ta sẽ không thể nào mà quay được luôn. Dẫn tới có thể cháy khỏi motor cơ. Như vậy không tốt. Đây, giờ này thì khi kết hợp với motor tầm khoảng 2 ngựa 1,5 kW thì nó sẽ xay vỡ tầm khoảng từ 150 cho tới 250 kg một giờ đối với ngô vỡ. Còn xay mịn tầm khoảng từ 70 cho tới 1 tạ một giờ nhé. Sẽ tùy thuộc độ mịn, độ vỡ to như nào. Thì tiếp đến khi mà quý vị mà có cái motor to hơn hoặc là chúng ta có cái đầu nghiền lớn hơn, có cái đầu lộp lớn hơn thì chúng ta hãy sang cái đầu gần A180. Thì đầu gần A180 nó sẽ là cái đá này, quý vị xem nó dày hơn khá là nhiều nhé. Và cái đường kính của nó sẽ là 17,6 cm. Và đây là những phụ kiện của người sợ cua, nó cũng không khác gì với cả con đầu gần A170 nào mấy, nó chỉ to hơn và kích thước thôi, nên cái motor của đầu lộp sẽ lớn hơn. Dòng máy sẽ kết hợp với một đầu lộp motor tổng khoảng từ 3 ngựa tương đương 2,2 kW trở lên nhé. Nó sẽ xay cực kỳ nhanh, khi xay vỡ ấy, thì một giờ nó tầm khoảng từ 300 tới 350 kg. Còn khi mà xay mịn thì nó rơi khoảng từ 100 đến 150. Nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố đó là chúng ta điều chỉnh to nhỏ nào ấy, vỡ như thế nào. Đây là mẫu đồ nghiệm. Trên đây thì em cũng giới thiệu khá là chi tiết về hai mẫu đồ nghiệm A170 và A180. Bây giờ em sẽ báo giá mẫu đầu gần A170 sẽ là 1.250.000 và A180 sẽ là 1.450.000. Thì mọi thông tin đặt hàng quý vị alo cho em theo số điện thoại đã ghi dưới màn hình.